Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không uống thuốc đều đặn, không kiểm soát huyết áp hàng ngày, dùng chung đơn thuốc với người khác, không có chế độ dinh dưỡng tập luyện hợp lý là những thói quen dễ dẫn đến đột quỵ ở người cao huyết áp. Chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin này trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên là những nguy hại từ việc không uống thuốc đều đặn, theo thông tin trên trang báo điện tử vietnamnet.vn. Cao huyết áp là bệnh lý mãn tính mà người bị bệnh phải sử dụng thuốc đến trọn đời và không được ngưng thuốc dù huyết áp mục tiêu đã đạt được. Tuy nhiên, có nhiều người lại bỏ thuốc dỡ chừng do không chịu đựng nổi các tác dụng phụ của thuốc điều trị như đau đầu, trong váng, buồn nôn, ho khan. Nhiều người thì nghĩ chỉ cần huyết áp về chỉ số bình thường, nghĩa là bệnh đã khỏi và không phải uống thuốc điều trị nữa. Tuy nhiên, việc bỏ thuốc, uống thuốc không đều đặn vô cùng nguy hiểm, bởi huyết áp không được kiểm soát có thể tăng vọt lên cao bất cứ lúc nào, gây vỡ mạch, xuất huyết não, Cùng với đó sẽ tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây bít tắc ở các mạch máu, dẫn tới nhồi máu cơ tim, tắc mạch tại não. Không đo huyết áp hàng ngày, theo các chuyên gia y tế, người Việt thường không có thói quen kiểm tra huyết áp hàng ngày và chỉ kiểm tra huyết áp khi thăm khám định kỳ. Điều này là hết sức nguy hiểm bởi người bệnh sẽ không theo dõi được sự ổn định của chỉ số huyết áp, không biết huyết áp có lên xuống thất thường không Do đó, người tăng huyết áp nên đo huyết áp hàng ngày để theo dõi sát sao diễn biến của bệnh và có các biện pháp can thiệp kịp thời. Dùng chung đơn thuốc với người khác, nhiều người cho rằng huyết áp cao thì ai cũng giống ai nên chủ quan tự ý điều trị, dùng chung đơn thuốc với người bệnh khác. Điều này là cực kỳ sai lầm, có thể dẫn đến nguy hiểm vì mỗi một loại thuốc phù hợp với tình trạng bệnh, giai đoạn bệnh bệnh lý liên quan và thể trạng nhất định có thể hiệu quả đối với người này nhưng lại rất nguy hiểm đối với người kia. Không có chế độ dinh dưỡng tập luyện hợp lý, người bệnh cao huyết áp nếu như chỉ dùng thuốc mà không có một chế độ dinh dưỡng, luyện tập hợp lý thì sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu. Người bệnh cao huyết áp cần vận động nhẹ nhàng, chơi một số môn thể thao đơn giản với thời gian từ 30 tới 40 phút trên ngày. Về dinh dưỡng, người bệnh cần hạn chế đồ cay nóng, dầu mỡ, muối và đồ kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Nên ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt nạc, gà, cá, sữa và chế phẩm từ đậu. Chế độ ăn cho người bị tăng huyết áp, giảm mặn, nhỏ hơn 6 gam muối hay 1 thìa cà phê muối mỗi ngày – Ăn mặn sẽ gây giữ nước trong máu, gây tăng huyết áp, cần hạn chế ăn nhiều các thức ăn chế biến sẵn như giò, chả, đồ sông khói, các món muối, tẩm ướp, vì trong quá trình chế biến thường cho nhiều muối, ví dụ trong 3 tới 4 lát bánh mì gối đã chứa tới 2 gam muối ăn. Tăng cường ăn rau quả xanh, trái cây. Chú ý ăn các thức ăn có chứa nhiều kali và magie và các nguyên tố vi lượng khác như khoai tây, rong biển, chuối, dưa hấu. Hạn chế thức ăn có nhiều chất béo, cholesterol và axit béo no. Cần hạn chế tối đa chất béo, thịt mỡ, bơ, da các loại gia súc, gia cầm. Lưu ý về uống nước vào mùa hè với người bị cao huyết áp. Mùa hè bệnh nhân cao huyết áp nên uống nhiều nước và uống đều đặn, không nên đợi đến lúc khát mới uống. Điều này sẽ giúp giảm được độ kết dính trong máu, góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể tốt nhất là nên tạo thói quen uống một ly nước sau khi thức dậy vào buổi sáng và một ly trước lúc đi ngủ ban đêm. Nên dùng nước trắng đun sôi để nguội hoặc đã thể trùng, tránh dùng các loại nước giải khát có đường hay nước đóng chai có ga. Bệnh nhân cao huyết áp không nên uống nhiều thức uống có đường mà có thể thay bằng các loại trà thảo dược thanh nhiệt như trà hoa cúc, trà kỳ tử, trà xanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tác dụng tuyệt vời với sức khỏe của củ đậu, một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.